Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới và tình hình diễn ra tại giải Gaza ngày hôm nay. Tại giải Gaza và Trung Đông ngày hôm nay thì càng ngày càng leo thang căng thẳng. Bản thân tàu của Mỹ ở khu vực Biển Đỏ cũng bắt đầu bị tấn công trong ngày hôm qua. Israel cũng cử tàu của mình đi tới khu vực Biển Đỏ để giám sát Iran. Hành động của Israel ở trên dải Gaza trước cái lời kêu gọi của Mỹ và thế giới về việc cần để bảo vệ dân thường. Tuy nhiên thì những hành động kêu gọi của Hoa Kỳ về mặt bảo vệ, yêu cầu Israel bảo vệ dân thường. Thế nhưng mà mặt còn lại thì Mỹ vẫn cứ ủng hộ cho Israel về đạn dược và khí tài. Và dân thường ở trên dải Gaza thì vẫn cứ bị chết mỗi một ngày. Thì không biết là lời kêu gọi của chủ nghĩa đế quốc thực dân phương Tây mang tính chất là thông cáo báo chí và thể hiện mình là quan tâm dân thường, hay là chơi cái trò chơi gọi là mèo không chuột. Tôi nghĩ rằng trò chơi của Hoa Kỳ là trò chơi mèo không chuột đúng hơn. Ba tàu thương mại ở Biển Đỏ đã bị tấn công 4 lần trong 24 giờ. Tàu khu trục của Mỹ đã đáp lại tin báo của những con tàu này và bắn hạ máy bay không người lái. Bộ chỉ huy trung tâm của Lầu Năm Góc cho biết mức độ ở Trung Đông đang có dấu hiệu lan rộng. Vào chủ nhật đã có 4 vụ tấn công nhằm vào 3 tàu thương mại khác nhau trong vùng biển quốc tế ở phía nam Biển Đỏ. Các cuộc tấn công được cho là do lực lượng Houthi của Yemen thực hiện nhưng toàn bộ do Iran tổ chức. Mỹ đang xem xét phối hợp toàn diện với các đồng minh quốc tế để đưa ra phản ứng thích hợp, Bộ Chỉ huy thông báo. Phản ứng thích hợp bằng vũ lực thì cũng như xảy ra câu chuyện xung đột ở Đại Trung Đông. Đây là mức độ đe dọa chiến tranh toàn diện Trung Đông đang bắt đầu thể hiện sự căng thẳng giữa Mỹ, Yemen cùng với lực lượng Iran. Bộ Chỉ huy cho biết là tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã đáp lại các tín hiệu báo động. Được biết là tàu khu trục đã phát hiện một vụ tấn công bằng tên lửa từ vùng lãnh thổ do lực lượng Houthi và Yemen kiểm soát. Tên lửa đã bay qua gần một con tàu đó là chở hàng. Sau đó tàu khu trục đã bắn hạ một máy bay không người lái được phóng từ Yemen đang bay hướng tới đó là tàu chiến, nhưng Lầu Năm Góc không nói là mục tiêu của tên lửa này là nhắm vào đâu. Tàu khu trục đã bắn hạ thêm một máy bay không người lái nữa khi mà phản hồi tín hiệu từ cùng một tàu chở hàng báo tin bị tên lửa tấn công gây thiệt hại nhỏ. Một tàu hàng khác cũng báo tin là trúng tên lửa từ Yemen phóng tới nhưng không có thương vong hay thiệt hại gì. Sau đó con tàu thứ ba đã gửi tín hiệu cấp cứu báo tin là trúng tên lửa. Tàu khu trục của Mỹ đã đáp ứng hỗ trợ và bắn hạ một máy bay không người lái nữa, Bộ Chỉ huy cho biết. Đây sẽ là một quá trình leo thang xung đột ở khu vực Biển Đỏ nói riêng và toàn bộ Trung Đông nói chung. Và toàn bộ những vấn đề đang leo thang xung đột ở tại Trung Đông ngày hôm nay đều có bàn tay của nước Mỹ. Nếu như Hoa Kỳ không có những phản ứng cực đoan về mặt vũ lực ở tại Trung Đông, thì Trung Đông đã không xảy ra những mức độ leo thang xung đột như hiện nay. Hoa Kỳ một mặt thì muốn đem lại hòa bình cho Trung Đông, nhưng mà đem lại hòa bình cho Trung Đông của Hoa Kỳ bằng cách là dùng vũ lực chứ không phải là đàm phán và chấp nhận nền độc lập tự do của các quốc gia ở tại Trung Đông, mà muốn kiểm soát các quốc gia ở Trung Đông để khai thác tài nguyên thiên nhiên với lại giá rẻ. Đó là âm mưu của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Israel cũng cử tàu chiến tới Biển Đỏ để theo dõi hoạt động của Iran. Kênh truyền hình của Israel dẫn các nguồn tin cho biết là Israel đã cử một số tàu chiến và một tàu ngầm tới Biển Đỏ để theo dõi hoạt động Iran trong khu vực. Israel đã cử một số tàu chiến và một số tàu ngầm tiên tiến tới Biển Đỏ để giám sát các hoạt động của Iran trong khu vực. Iran kêu gọi điều tra việc Israel có thể sử dụng vũ khí hóa học ở trên dải Gaza này. Thứ trưởng Ngoại giao của Iran trong một bài phát biểu tại phiên họp thứ 28 của hội nghị các bên tham gia tổ chức cấm vũ khí hóa học kêu gọi tổ chức này và các cơ cấu quốc tế khác hãy hành động nghiêm túc
tiến hành một cuộc điều tra về khả năng Israel sử dụng vũ khí hóa học ở dải Gaza, theo hãng tin đã đưa. Tại cuộc họp báo thì ông đã yêu cầu là OBCW và các tổ chức quốc tế tiến hành một cuộc điều tra về khả năng sử dụng vũ khí hóa học, đặc biệt là chất độc đo thần kinh của chế độ Israel đã sử dụng trên dải Gaza. Hoạt động trên dải Gaza ngày hôm nay thì lực lượng Israel cũng thông báo là tìm được 800 lối vào địa đạo ở tại dải Gaza ngày hôm nay. Nhưng mà qua những gì mà bản thân Mỹ báo cáo, cảnh báo Israel sẽ thất bại chiến lược ở trên dải Gaza, thì cũng cho thấy là bản thân Israel đang bị tổn thất rất lớn trong cái việc đó đổ bộ. Và ngày hôm nay Israel tiếp tục đổ bộ vào miền nam của dải Gaza. Và giao tranh ở miền nam cũng ác liệt không kém gì ở tại miền bắc. Đương nhiên giao tranh cả miền nam, miền bắc, miền đông của dải Gaza ấy, thì lực lượng dân thường của Palestine trên dải Gaza sẽ không còn có nơi để trú ẩn nữa. Trong khi đó người ta tiết lộ kế hoạch hành động Israel trong những tuần tới ở trên dải Gaza này. Trong những tuần tới thì Israel dự định là tiến hành chiến dịch cường độ cao ở trên dải Gaza. Sau đó hoạt động chiến sự có thể chuyển sang giai đoạn cường độ thấp, theo như tờ báo New York Times dẫn nguồn tin từ quan chức Israel. Đang chờ đợi là quân đội Israel sẽ tiến hành chiến dịch cường độ cao trong những tuần tới và sau đó có thể chuyển sang hoạt động ở cường độ thấp hơn. Trước đó tờ Financial Times dẫn nguồn tin riêng ấy, viết rằng là giai đoạn cấp tập trong chiến dịch đổ bộ của Israel sẽ diễn ra vào đầu năm 2024, còn toàn bộ chiến dịch có thể kéo dài hơn một năm. Máy bay bắn hàng chục rocket vào miền nam dải Gaza này, hơn 60 người thiệt mạng trong các vụ tấn công của Israel vào thành phố ở miền nam dải Gaza. Hãng tin của Palestine đưa tin. Hôm Chủ nhật thì có hàng chục người đã thiệt mạng và bị thương do hoạt động cuộc tấn công Israel ở nhiều khu vực khác nhau trên dải Gaza. Mặc dù Hoa Kỳ đã lên án về hành động giết hại dân thường và số lượng dân thường ngày càng tăng lên ở trên dải Gaza, thế nhưng bản thân Israel đâu quan tâm những lời kêu gọi đó. Bởi đơn giản là sau lời kêu gọi cảnh báo của Mỹ thì lực lượng Israel vẫn tiếp tục nhận được đạn dược khí tài đến từ Hoa Kỳ. Thì không có lý do gì mà bản thân Israel lại không tiếp tục tấn công giải thảm vào tất cả các mặt trận ở trên dải Gaza. Họ đâu cần quan tâm dưới làn đạn bom của họ là dân thường hay là lực lượng Hamas. Mà lực lượng Hamas rõ ràng là họ đang hoạt động ở dưới các chiến hào, ở dưới các đường hầm, chứ đâu có phải trên mặt đất. Theo như báo cáo, cuộc phản công đổ bộ giai đoạn đầu của lực lượng Israel ấy, đã thiệt hại tới hàng trăm tăng thiết giáp cùng với các xe bọc thép chiến đấu bộ binh. Và nhiều quân nhân cũng đã bị bỏ mạng sau cái cuộc phản công đó. Nhưng Israel hoàn toàn che đậy về cái con số này. Và đến giai đoạn hiện tại thì Thủ tướng Israel vẫn tuyên bố là sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để truy diệt lực lượng Hamas trên dải Gaza và truy tìm lực lượng Hamas trên toàn thế giới. Còn bản thân ông Tổng thống Hoa Kỳ thì tuyên bố việc Israel tuyên bố là tiêu diệt toàn bộ lực lượng Hamas là phi thực tế. Còn Pháp thì tuyên bố giao tranh ở dải Gaza thì có kéo dài từ 5 năm đến 10 năm. Còn Hoa Kỳ thì đang cảnh báo Israel thất bại chiến lược do giết hại đo dân thường. Nhưng câu chuyện thất bại chiến lược của Israel trên dải Gaza là thất bại chiến lược của Mỹ khi mà lực lượng Israel đổ bộ đang rơi vào tình trạng là một cuộc chiến tiêu hao giữa lực lượng mặt đất và lực lượng ở dưới các đường hầm. Thoát ẩn thoát hiện của lực lượng Hamas ấy, họ tiêu diệt xong tăng thiết giáp, ngay sau đó thì biến mất không dấu vết, khiến cho lực lượng Israel càng khó có thể truy tìm được lực lượng Hamas. Điều này đã làm cho lực lượng Hamas đã quyết định ném bom giải thảm, tấn công rocket ồ ạt vào cơ sở dân thường. Ngày hôm nay trên dải Gaza thì nó là một thảm họa nhân đạo, một thảm họa kép về mặt nhân đạo. Mỹ tin là Israel đang nỗ lực bảo vệ dân thường ở dải Gaza. Israel đang có niềm tin đến từ Mỹ để bảo vệ dân thường trên dải Gaza bằng cách mỗi một ngày đăng xuất
vài chục đến vài trăm dân thường. Mức độ thiệt hại như hiện tại thì kết thúc tháng 12, số lượng dân thường trên giải Gaza sẽ vượt quá 20.000 người, vì ngày hôm nay đã vượt quá 15.500 người rồi. Và với tình trạng như bây giờ, thì mức độ thiệt hại dân thường kết thúc tháng 12 này, bước sang đầu năm 2024, số dân thường trên giải Gaza sẽ lên tới hơn 20.000 người. Đó được coi là niềm tin đến từ Mỹ gửi cho Israel. Niềm tin đó kèm theo đạn dược và những quả dân chủ của Mỹ dội xuống lãnh thổ của giải Gaza. Nhà Trắng tin rằng Israel đang nỗ lực giảm thiểu thương vong dân thường ở tại giải Gaza này khi nối lại chiến dịch tấn công Hamas như lời kêu gọi từ Washington. Theo Hamas thì hơn 15.500 người đã thiệt mạng ở tại giải Gaza kể từ khi giao tranh bùng phát. Song phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ, ông Kirby, cho hay là Israel đã đáp lại lời kêu gọi bảo vệ dân thường từ Mỹ. Chúng tôi tin là họ đã tiếp nhận thông tin của chúng tôi về việc cố gắng giảm thiểu thương vong cho dân thường, trong đó có động thái đăng trực tuyến bản đồ những nơi mà người dân Gaza có thể đến để ẩn náu, ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình. Những câu chuyện mà bản thân Israel ấy đăng bản đồ để cho dân thường có thể ẩn náu, nhưng vấn đề là dân thường chưa kịp tới những nơi ẩn náu thì lực lượng Israel đã tấn công bom đạn rồi. Cả trại tị nạn Israel còn tấn công, bệnh viện còn tấn công, thì có chỗ nào được coi là cơ sở ổn định cho dân thường được? Giảm thiểu dân thường bằng cách là nếu như trước khi lời kêu gọi của Mỹ thì 1.000 dân thường đang xuất, còn bây giờ Mỹ kêu gọi thì 900 dân thường đang xuất. Đó được coi là giảm thiểu. Không có nhiều quân đội hiện đại có thể làm điều này, bởi cách làm đó khiến họ đã lộ đòn đánh của mình. Vì vậy rõ ràng là họ đang cố gắng, ông Kirby nói thêm. Qua đây chúng ta càng thấy bản chất tiêu chuẩn kép và tuyên truyền đạo đức giả của Mỹ. Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tấn công vào cơ sở dân sự, tấn công vào lực lượng quân đội của Ukraine, thì bản thân Hoa Kỳ lại lên án và cho rằng đang tấn công cơ sở dân thường. Và lực lượng vũ trang Ukraine thì sử dụng cơ sở dân thường để làm cơ sở đồn trú quân sự. Có lời tố cáo đến từ người dân Ukraine, có đầy đủ hình ảnh video về lực lượng quân đội Ukraine biến cơ sở dân sự trở thành nơi đồn trú quân sự. Và kể cả là quan chức cố vấn tình báo phương Tây di chuyển vào trong Ukraine để hỗ trợ Ukraine cũng biến cơ sở dân sự trở thành cơ sở đồn trú quân sự. Thì bản thân phương Tây lại ủng hộ. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chiến dịch của Israel ấy, nhấn mạnh rằng là những nỗ lực nhằm giảm thiểu thương vong dân thường là hoàn toàn có chủ ý và chưa từng có tiền lệ. Quốc tế đang ngày càng lo ngại về thương vong tại giải Gaza sau khi xung đột Israel-Hamas nổ ra vào hồi tháng 10. Tôi không thể tìm được từ ngữ nào đủ mạnh để bày tỏ mối quan ngại của chúng tôi về những gì đang phải chứng kiến, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới chia sẻ về điều này trên mạng xã hội Twitter. Ông đồng thời kêu gọi Israel-Hamas ngừng bắn ngay lập tức. Câu chuyện ngừng bắn ngay lập tức bây giờ thì cần nhất là Mỹ và Âu cần phải tuyên bố dừng viện trợ vũ trang cho Israel và yêu cầu thành lập hai nhà nước Palestine và Israel. Chỉ có như vậy thì mới là kết quả tốt nhất để chấm dứt xung đột. Nhưng hành động của Mỹ và Israel bây giờ là đang tiếp tục leo thang xung đột ở toàn bộ đôi Trung Đông. Còn đe dọa về câu chuyện là mối căng thẳng giữa lực lượng Israel ấy với lại Hezbollah sẽ dẫn tới xóa sổ Liban thôi. Mỹ tìm cách thuyết phục Israel và Hamas nối lại đàm phán này. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ, ông Kirby, cho biết chính phủ Mỹ đang nỗ lực nhằm thuyết phục Israel và Hamas nối lại đàm phán để có thể ngừng bắn và trao đổi tù nhân lấy con tin. Câu chuyện quan chức của Mỹ gần đây, bao gồm Phó Tổng thống Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lincoln, về lời kêu gọi bảo vệ dân thường trên giải Gaza và các lệnh ngừng bắn. Thế nhưng mặt còn lại thì Hoa Kỳ đã dừng viện trợ vũ trang cho Israel hay chưa? Không thể kêu gọi họ ngừng tấn công và có một lệnh ngừng bắn bằng cách là tăng cường viện trợ vũ trang được. Điều đó không thể xảy ra được.
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ ông Kirby cho biết là Mỹ đang tìm cách để Israel và Hamas quay trở lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt. Theo quan chức này thì Hamas là bên đã khiến đàm phán đổ vỡ khi mà không tuân thủ các điều kiện của thỏa thuận ban đầu, điều quan trọng với việc bàn giao các con tin ở tại đó là giải Gaza. Lại một lời nói dối nữa đến từ ông Kirby. Lực lượng Hamas chúng ta đã thấy nhiều lần yêu cầu trao đổi con tin lấy tù binh, nhưng lực lượng Israel không đồng ý. Lực lượng Hamas luôn đồng ý tiếp tục gia hạn các lệnh ngừng bắn, nhưng Israel cũng không đồng ý. Hoa Kỳ đổ lỗi cho Hamas, nhưng bản thân Hoa Kỳ lại là kẻ ngày đêm vận chuyển đạn dược khí tài cho Israel để tấn công giết hại dân thường trên dải Gaza. Đây có phải là bản chất tiêu chuẩn kép đạo đức giải đang cố tình giết hại dân thường có hệ thống hay không? Theo ông Kirby thì Hamas đã không đưa ra danh sách phụ nữ và trẻ em có thể được phóng thích cùng với 105 con tin được trao trả tự do trong lần ngừng bắn đầu tiên. Trong khi đó, Israel đã nối lại các cuộc tấn công ở dải Gaza và giới chức Mỹ đã yêu cầu nước này tránh sát hại dân thường vô tội. Theo phát ngôn viên của Hội đồng An ninh ông Kirby, Israel tìm cách hạn chế thương vong dân thường dải Gaza. Đây là câu chuyện của Hoa Kỳ đưa ra để xoa dịu dư luận, nhưng không thể nào có thể che đậy được tội ác của lực lượng Israel đang gây ra trên dải Gaza được. Và Mỹ đương nhiên là kẻ đồng lõa đấy, không phải ai khác. Chính Hoa Kỳ là kẻ đồng lõa. Trong khi đó, tướng quân đội của Ukraine cảnh báo phương Tây gặp rắc rối lớn, đang gặp rắc rối rất lớn về vấn đề ở Trung Đông ngày hôm nay. Một tướng của lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra cảnh báo rằng châu Âu và Mỹ sẽ gặp rắc rối lớn nếu ngừng hỗ trợ cho Kiev. Lời đe dọa đến từ Ukraine dành cho phương Tây tập thể. Nếu dừng viện trợ thì họ sẽ là người phải nhảy vào Ukraine để chống lại lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Theo Zinzia Novosti, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, tướng của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết là châu Âu và Mỹ sẽ gặp vấn đề nguy hiểm nếu phương Tây ngừng hỗ trợ kinh tế và viện trợ quân sự cho Kiev. Nếu chúng ta không thể giành chiến thắng thì trong tương lai sẽ còn nhiều vấn đề xảy ra nữa. Không chỉ đối với đất nước và người dân Ukraine mà cả châu Âu và Mỹ đều sẽ gặp vấn đề tương tự. Vị tướng này chia sẻ khi đưa thông tin ở trên CNN. Vị tướng Ukraine cũng lưu ý rằng là tuyên bố của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Zelensky về tình trạng bế tắc và tín hiệu báo động đối với các đồng minh phương Tây về vấn đề của Kiev. Nhưng ông Zelensky cũng có tin tức rằng bản thân ông cũng đang đàm phán về một vấn đề chấm dứt xung đột cùng với lại tướng lĩnh của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Trước đó thì các báo cáo về việc quân đội của Nga gần như kiểm soát hoàn toàn Mariinka cho thấy nguy cơ Ukraine thất thủ một cách đó là rõ hơn. Lực lượng vũ trang của Liên bang Nga trên thực tế đã giành được một số đường phố ở khu vực tây nam của Mariinka. Tuy nhiên, Ukraine vẫn kiên cường bám trụ và hiện ở một số ngôi nhà trên vùng ngoại ô ở phía tây bắc của thành phố. Dù vậy, này trước sức ép ngày một lớn, việc lực lượng vũ trang của Ukraine suy thoái hoàn toàn là điều có thể đoán trước. Trung đoàn 103 của Nga cho biết là thành phố ở tại Donetsk gần như đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Một khi giành được thành phố này, từ đây Nga có thể xây dựng một cứ điểm mạnh tại khu vực đó là Mariinka. Avdiivka được coi là cửa ngõ quan trọng để tiến vào Donetsk. Nhưng đến bây giờ nó đang kịch bản thất thủ tương tự như câu chuyện ở tại Bakhmut trước đây. Báo cáo chiến công và cố thủ và bám trụ ở trên chiến trường, cũng như Ukraine đã từng bám trụ ở tại Bakhmut, và kết quả cuối cùng tất cả chúng ta cũng đã biết. Trong khi đó, Nga phóng một loạt tên lửa hành trình UAV vào Ukraine. Không quân Ukraine cho biết là Nga đã phóng 12 máy bay không người lái và một tên lửa hành trình tấn công nước này trong đêm. Trong một tuyên bố ngày 3 tháng 12, không quân Ukraine nói rằng là các hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 10 UAV trước khi thiết bị của Nga đó là tới được mục tiêu. Tên lửa hành trình của Nga không bị phá hủy nhưng cũng không tấn công được mục tiêu đã định. Ukraine không tiết lộ về thông tin hai chiếc UAV còn lại không bị bắn hạ, nó đã đi đâu.
Kyiv cho hay là Nga đã phóng các UAV, UAV và những tên lửa, đó là K-59 được phóng từ khu vực, đó là Belgorod. Các UAV đã đi vào không phận của Ukraine, không thông qua khu vực đó Kherson, Mykolaiv, phần lớn ấy, bị Ukraine đánh hạ, đánh chặn. Về câu chuyện đánh chặn của hệ thống phòng không của Ukraine, chúng ta biết là nó vẫn đang thể hiện sự hiệu quả. Nhưng hiệu quả hơn rất nhiều là cơ sở quan trọng của Ukraine luôn bị đó là tấn công, tức là bị xóa sổ từ các hỏa lực của Liên bang Nga. Và sau đó lời kêu gọi là cạn kiệt đạn dược, khí tài, tiền bạc và nguy cơ bị cắt điện. Mặc dù hệ thống phòng không đánh chặn hiệu quả, nhưng lời kêu gọi cuối cùng vẫn là an xin ăn mày, tìm kiếm nguồn viện trợ đến từ Mỹ và Âu. Đó là những thứ mà chúng ta thấy phản ứng đến từ Ukraine sau khi mà Nga thực hiện bầy đàn UAV tấn công vào trong Ukraine để xóa sổ các cơ sở hạ tầng quan trọng. Trong đó mùa đông năm nay, mục tiêu năng lượng có thể vẫn là mục tiêu quan trọng then chốt mà lực lượng vũ trang Liên bang Nga đang dự trữ tên lửa và UAV để tấn công. Còn đối Hoa Kỳ ngày hôm nay thì cũng đang loay hoay trong việc bỏ phiếu thông qua gói viện trợ dành cho Ukraine trong ngày hôm nay là mùng 4 tháng 12. Liệu rằng Hạ viện có thông qua được gói viện trợ đó hay không? Còn bản thân châu Âu thì đang phải giải quyết vấn đề bế tắc ở biên giới Hungary, Slovakia cùng với lại Ba Lan. Thì bản thân châu Âu đang cần phải giải quyết, tức là nguồn viện trợ đã bị tắc nghẽn thì tiếp tục nó đang bị ùn ứ ở tại cửa khẩu, không thể đi vào trong Ukraine được. Đây là các vấn đề mà Mỹ Âu chưa thể giải quyết được để giúp cho Ukraine có được nguồn khí tài đạn dược cần thiết để tiếp tục cho cuộc chiến chống lại Liên bang Nga. Nhưng mà bước sang tháng thứ 22 thì người ta lại càng thấy bản thân Mỹ đang tích cực sử dụng nhân dân Ukraine là vật tư tiêu hao để chống lại Liên bang Nga tới người Ukraine cuối cùng. Mặc dù họ thừa biết phương Tây có viện trợ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có cơ hội để chiến thắng được Liên bang Nga, mà mong muốn Nga thất bại chiến lược và chờ đợi nhân dân Nga xuống đường biểu tình. Đấy là cái sự chờ đợi của Hoa Kỳ cùng phương Tây tập thể đang chờ đợi. Nhưng mà các hành động cực đoan của phương Tây chỉ làm cho nhân dân của Liên bang Nga ngày càng đoàn kết hơn để chống lại sự bành trướng của phương Tây, chứ không có dấu hiệu họ nổi dậy để chống lại Điện Kremlin. Tín nhiệm của Ngài Putin vẫn tăng cao kỷ lục. Còn tín nhiệm các quan chức phương Tây thì đang bị chỉ trích một cách thậm tệ và tụt dốc không có phanh. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị và các bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.